Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Bây giờ Ngọc Sơn xin trân trọng giới thiệu đến với đại gia đình dấu yêu sản phẩm Ngọc Sơn đã, đang và sẽ sử dụng mãi mãi. Đó là sản phẩm dầu gội Shin Hair xuất phát từ Nhật Bản, Nihon Kara Ichiban. Rất là tốt, đây là một sản phẩm siêu tốt cho mái tóc. Bao gồm những thành phần thảo dược như nhân sâm, linh chi, hà thủy ô và rất nhiều thảo dược khác. Không những tốt đen ống mượt cho mái tóc, làm mà tóc chúng ta khỏe mạnh và có thể mọc thêm nữa. Như cả nhà thấy đó, Ngọc Sơn, mái tóc của Ngọc Sơn đây. Đó. Đây là dầu gội phủ bạc duy nhất tại Việt Nam. Rất là tốt, siêu tốt nha. Và bây giờ Ngọc Sơn gội đầu cho đại gia đình xem nha. Tùy theo mái tóc, tóc nam thì 10 đến 15 phút, nữ thì 20 đến 25 phút. Bây giờ trải nghiệm thử nha. Đó, cả nhà thấy đó. Cái này siêu tốt đó đại gia đình ơi, siêu tốt, siêu tốt. Đây, một lượng vừa đủ. Mua 350.000 mà xài rất lâu nha cả nhà. Một tháng có thể xài 1 đến 2 lần. Tùy theo giai đoạn đây. Anh chị để tóc khô, sau đó lắc đều cho dầu gội lên. Một lượng vừa đủ. Ra tay, trộn đều lên. Rồi mình cho lên tóc massage tầm 5 phút. Sau đó chờ 10 đến 15 phút. Còn chị em nào có tóc nhiều, dài hơn thì mình để tầm 20 đến 25 phút. Sau đó chúng ta gội lại với nước. Thế là xong. Đặc biệt sản phẩm này có mùi rất là thơm vì nó chiết xuất toàn là hương của thảo dược, rất tuyệt vời. Chỉ sau 10 phút gội đầu, mái tóc Ngọc Sơn đã không còn một sợi bạc nào, phủ bạc 100%. Và không những thế, nó còn mạnh và rất là khỏe nữa. Cả nhà có biết không, đây là hai hộp trên tay Ngọc Sơn cầm. Một hộp màu nâu thì có giá 370.000 và một hộp màu đen có giá 350.000. Đây là sản phẩm nhập khẩu chính ngạch từ Nhật Bản, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, cam kết gội là hiệu quả, phủ bạc 100%. Đại gia đình mình ơi, còn chờ đợi gì nữa, hãy dùng Shin Hair. Ngọc Sơn hy vọng sản phẩm Shin Hair sẽ làm hài lòng quý vị đại gia đình dấu yêu ở Việt Nam và kiều bào hải ngoại trên toàn thế giới. Và kính chúc mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với đại gia đình. Xin chào. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.